Số ca mắc sốt xuất huyết tại tỉnh Quảng Ngãi tính từ đầu năm đến nay là hơn 1.300 ca, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành y tế tỉnh đang tập trung nguồn lực để phòng dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh. Nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức đồng loạt chiến dịch ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy trên phạm vi rộng để diệt muỗi gây bệnh. Ghi nhận tại thành phố Quảng Ngãi, địa phương đang có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất tỉnh. Từ đầu tháng 7 đến nay, thành phố Quảng Ngãi đã tổ chức thường xuyên các đợt ra quân diệt lăng quăng bọ gậy vào cuối tuần trên phạm vi rộng tại 21 trên 23 xã phường đang có dịch sốt xuất huyết. Rất đông các lực lượng đoàn viên thanh niên, phụ nữ, nhân viên y tế và người dân tích cực tham gia. Em muốn xuống tại địa bàn để tuyên truyền cho người dân là những cái vật dụng mà chúng ta không sử dụng thì chúng ta úp xuống để không được chứa nước, còn những cái vật dụng nào mà chúng ta chứa nước thì chúng ta bỏ có vào để cho mũi không thể nào sinh lan quang, chung là không để cho nó tồn đọng những cái gì ở trong cái khu vực của mình. Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận hơn 1.300 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng thành phố Quảng Ngãi có số ca mắc nhiều nhất với gần 300 ca. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã phân bổ kịp thời hóa chất diệt muỗi đến cho các địa phương để phun chủ động tại các khu vực có nguy cơ cao. Cử lực lượng giám sát mật độ muỗi, chỉ số vector truyền bệnh tại khu vực trọng điểm của sốt xuất huyết để kịp thời có giải pháp xử lý, tránh dịch bùng phát. Cái thời tiết thì mưa, nắng nóng, mưa thì độ ẩm tăng. Do đó là khả năng là cái vector sốt huyết sẽ phát triển. Hiện nay cái mật độ muỗi ở thành phố Quảng Ngãi là rất cao. Cách phòng dịch sốt xuất huyết hiệu quả nhất là ngăn muỗi vằn gây bệnh phát triển. Trong thời điểm chu kỳ của dịch sốt xuất huyết, việc duy trì các đợt diệt lăng quăng, bọ gậy sẽ mang lại hiệu quả tích cực, ngăn muỗi vằn phát triển. Không có lăng quăng, bọ gậy sẽ không có sốt xuất huyết.